em ơi, hôm nay em chia sẻ với các bác về một loại cây. Đây ạ, à, đây là cây phát tài nha các bác ơi. Cây phát tài để bàn làm việc, trang trí nhà đó. Cây phát tài phát lộc này thì nhà là một loại cây mà ý nghĩa về mặt phong thủy rồi. Và đã rất là nhiều người quan tâm về cái cây phát lộc này. Nếu có thể trồng ở ngoài trời hoặc là ở trong nhà ấy, thì cây các bác muốn biết về cách chăm sóc, cách trồng của cây phát lộc như thế nào thì để giải đáp cái thắc mắc đấy của các bác thì em xin giải đáp thông qua cái clip này nhá. Thì cây phát tài này thì hay còn gọi là cây phát lộc này thì hay còn gọi là cây phát tài, nó cũng như nhau à, cây phát lộc phát tài cũng là một loại cây giống nhau hết trơn ấy. Thì nó có cái tên gọi khác là cái cây này thì họ của Vạn Niên Thanh đó, và loại này thì đã tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Hiện nay thì Việt Nam có thể có đến 20 loại và đang rất là được ưu chuộng nhá. Cây phát lộc này thì có hình dáng thẳng đứng và có nhiều đốt ở thân rỗng này, mềm dẻo, có thể dễ dàng uốn nắn này thành nhiều kiểu khác nhau này. Mỗi đốt của cây thì có điều nó sẽ nảy mầm và sinh trưởng nhé các bác ơi. Lá của nó thì có màu xanh thẫm và có màu vàng. Cây phát lộc này thì có dạng dễ trùm và sinh trưởng ở cả môi trường nước và đất được, rất là dễ trồng. Mình có thể trồng thủy sinh này, mình có thể trồng đất, rất là dễ luôn á, rất là dễ chăm sóc cái cây này. Lợi ích khi mà mình trồng cây phát lộc này đấy là gì nhỉ, làm cho cái cây cảnh nó đẹp, dễ trồng và dễ chăm sóc này. Khi trồng trong sân vườn thì có thể giúp không khí thoáng đãng hơn này, và cây cảnh đẹp hơn này, đồng thời cũng cung cấp oxy nhiều hơn cho gia đình và thu hút được cái các loại khí thải độc hại cho bản thân của chúng ta đó các bác ơi. Thì với cái thân hình dẻo dai và dễ uốn theo sở thích nên có thể tạo được cái nhiều kiểu đẹp mắt và trang trí trong nhà. Thì bên cạnh đó cây phát lộc cũng có thể dùng để làm quà tặng cho bạn bè này, cho người thân này, ngụ ý là chúc họ luôn may mắn này và đạt được nhiều tài lộc hơn trong cái sự nghiệp của mình. Ý nghĩa là một trong những loại cây mà trong phong thủy mang đến cho họ nhiều cái phát lộc và được nhiều người trồng và trang trí trong nhà. Nó mang cho mình cái sức sống mãnh liệt này và sự vươn lên đầy mạnh mẽ và giúp thu hút được nhiều vượng khí trong nhà và đem lại sự may mắn tài lộc cho gia chủ nhá. Với cành lá xanh tươi và ngập tràn sức sống, có lẽ là một cộng hưởng, và với nguồn sinh lực của con người sẽ giúp cho cây giúp tăng thêm mình tuổi thọ, sống dai, sống lâu trăm tuổi đó. Cây phát lộc thì tôi là cái thân của nó mềm dẻo, có thể uốn nắn theo cái sở thích ý thích, nhưng mà nó cũng là một loài cây hiên ngang và mạnh mẽ, tạo cho cái nó ý là cây nó tạo cho nó một cái vẻ đẹp hài hòa này. Từ đó mà có thể trồng loại cây này giúp cho mình có thể cân bằng được cái yếu tố phong thủy hơn đấy. Cây phát tài này thì cây phát lộc này thì khá là đặc biệt vì nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau theo từng số lượng cây và sắp xếp và tạo hình của nó nữa. Ví dụ như sau đây thì hai cây là biểu hiện cho tình yêu này, sự chung thủy và lãng mạn này. Ba cây là thể hiện cho phúc lộc thọ và sử dụng nằm trong cầu may mắn, giàu sang, phú quý và sức khỏe đó. Bốn cây thì thường dùng làm đại diện cho sự nghiệp học tập. Tuy nhiên thì
Theo phát âm của tiếng Trung, số 4 thì trùng với cả chữ tử, nghĩa là chết, sẽ mang lại cái điểm xui. Nên là hầu hết không ai sử dụng cái số lượng là số 4, số 4 cả. Mình có cái số 3 này này. Số 3 này là mình cầu mong cho mình được phúc lộc thọ, là sử dụng để cầu mong cho mình giàu sang phú quý và có nhiều sức khỏe đó. 5 cây thì cân bằng cả 5 yếu tố của con người là sức khỏe, trí tuệ, tinh thần, trực giác và tâm linh. Đó. 6 cây thì người ta thường dùng để uốn nắng thành nhiều tạo thành nhiều cặp, thành 3 cặp, ý nghĩa với sự thu hút và sự may mắn tiền tài đó. 7 cây thì nó tượng trưng cho sức khỏe và sự may mắn được tạo ra từ các mối quan hệ của những thành viên trong gia đình chúng ta. 8 cây thì thường được sử dụng như là một cái số lượng 6. 6 cây thì như số lượng số 6 ấy, là nó kết thành 4 cặp đang xen giữa nhau để mang ý nghĩa là sinh sôi nảy nở. Đó. 9 cây thì biểu đạt cho sự phát triển, đi lên trường tồn luôn. 10 cây thì theo số đông thì 10 biểu tượng cho sự trọn vẹn. Đó. Nên là trồng cây với số lượng này thì mang ý nghĩa viên mãn và đầy đủ. 11 cây thì tượng trưng cho sự may mắn lâu dài và luôn lo đến với gia đình. 12 cây và 21 cây thì mang ý nghĩa về sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Nào các bác ơi, các bác con. Cây mà xếp theo hình tháp thì nó sẽ mang ý nghĩa là đi lên, phát triển và trường tồn. Thì về cây phát lộc này thì để bàn thờ này, để bàn thờ thì nhiều, bởi vậy thì ý nghĩa tốt đẹp nó đến đã nói lên trên, vì thì việc để loại cây này ở bàn thờ sẽ mang đến nhiều may mắn, cầu mong cho thuận lợi cho gia đình đó. Phát tài thì hợp với tất cả các loại các tuổi và các mệnh rồi đó, cả năm mệnh đều hợp với cả cái phát tài này thì hợp với cả năm mệnh rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ đều có thể trồng được cái cây này ở trong nhà mình. Trồng cây này rất là dễ, mình trồng đất này, trồng thủy sinh cũng được. Đó. Cái chậu mình đang cầm nên là trồng đất nhá. Rất là dễ. Mình đi mua cái cây như này mình để trong bàn thì nó rất là nhiều ý nghĩa và mang lại cái phát tài, phát lộc và cái tài lộc nó sẽ nhân đôi với mình. Nó sẽ đến với mình một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn trong công việc đó. Thì cái cây phát tòng này, phát tài này thì mang đến nhiều sự may mắn, tài lộc cũng như là sức khỏe đến cho mọi gia đình rồi. Vậy nên là thật sự đây là một loài cây mà nên trồng trong nhà nha các bác ơi. Để trồng trong nhà, trong văn phòng, nơi mà bất kỳ chúng ta, nơi mà mình ở đó, nơi mà bất kỳ chúng ta mà chúng ta có mặt là phải có cái cây này ở trong nhà thì sẽ mang lại nhiều tài lộc may mắn cho chúng ta. Thì ở trên đây cũng là một cái những cái chia sẻ của cây đời đó, về cây phát lộc này. Thì mong rằng cái sự chia sẻ của em thì sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu biết hơn về cây phát lộc này và có thể mua và đặt ở trong nhà của mình để mang lại cái sự tài lộc may mắn đến với mọi người. Thì em chúc mọi người là một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều.